Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng buôn lậu hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện Đức Trọng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2015, Công an huyện Đức Trọng đã phát hiện, xử lý trên 70 vụ có liên quan, với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Trong đó điển hình là tình trạng kinh doanh mỹ phẩm kém chất lượng. Đây là 152 kg phụ phẩm và hộp nhựa dùng để chiết xuất, đóng gói mỹ phẩm vừa được đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an huyện Đức Trọng thu giữ của hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1982 và em trai là Nguyễn Duy Kha, sinh năm 1992, đều thường trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo các đối tượng này, thì số hàng hóa nói trên được mua từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về huyện Đức Trọng để thực hiện hành vi chiết xuất mỹ phẩm. Em thấy em xài cũng được nên em cũng bán vậy thôi. Tại vì tụi em cũng làm nhỏ lẻ nên tụi em cứ nghĩ là em xài được nên người ta cũng xài được. Cũng theo các đối tượng này, thì sau khi được chiết xuất, đóng gói và giả nhãn mác các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, các sản phẩm này được đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng mỹ phẩm và tiệm uống tóc trên địa bàn huyện Đức Trọng với giá từ 70 đến 200 ngàn đồng một sản phẩm. Thì hiện nay công an huyện đang tiến hành thu hồi. Trước hết là những cửa hàng nào mà số đối tượng này bỏ mối ấy, thì đang còn thu hồi hết để tránh những tình trạng như cái mỹ phẩm giả này nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe cho chị em phụ nữ và điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hiện nay, tình trạng kinh doanh hàng giả nói chung và mỹ phẩm kém chất lượng nói riêng ở Đức Trọng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp và thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, trong tình hình cuối năm, khi lượng hàng hóa đổ về Đức Trọng tăng cao, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện.